Xin chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay tiếp tục sẽ giới thiệu thêm với anh em một con súp điện. Con này thì người ta nói là súp Arctis ấy. Đây anh em nhé. Cái chiếc súp này hiện tại thì giá của nó đang rất là tốt. Và anh em có thể nhìn thấy cái lớp sơn của nó rất là đẹp đúng không ạ? Con này thì giá rất là bình dân. Màu sơn thì cũng rất là đẹp. Và anh em có những cái tủ cái kệ trong gia đình ấy thì anh em để vào thì nó rất là hợp lý anh em nhé. Rất là hợp lý. Thì nó sẽ đồng màu với cái màu gỗ nhà mình. Đó. Thì đây là một trong những cái chiếc súp điện mà cái giá thành nó rất là tốt. Và cái chất lượng âm thanh của nó cực kỳ là ok anh em nhé. Đây là cái mặt ê căng của nó. Ê căng của nó thì anh em có thể nhìn thấy đấy. Cực kỳ là chất bằng vải anh em nhé. Rất là dày dẫn. Và những cái lưới này nó rất là tốt này. Cái này thì nó âm thanh nó đi qua rất là tốt. Đó. Và cái mặt loa của nó bằng cao su anh em nhé. Cao su này tiếng súp nó sẽ rất là sâu. Đó. Con này cũng đã giới thiệu với anh em khá là nhiều rồi. Khá là chất anh em nhé. Khá là chất. Đây là một trong những cái súp điện mà bên em đánh giá rất là cao. Vì nó phù hợp với anh em chơi những đôi bát 30. Anh em ghép nó vào thì cũng rất là phù hợp. Đấy. Và cái chất lượng âm thanh nó đưa ra rất là tốt. Rất là uy lực anh em nhé. Rất là uy lực. Tốt uy lực. Và quan trọng nữa là cái độ bền của nó rất là tốt. Đấy. Và mặt sau của nó thì em cũng cho anh em xem luôn. Đây là cái mặt sau của nó. Đó, mặt sau của nó thì anh em có thể dùng câu từ cục đẩy sang anh em nhé. Anh em có thể câu được từ cục đẩy sang này. Đó, có thể câu từ line in này, từ súp in này. Đấy. Và anh em có thể căn chỉnh pha của nó này. Đó, ngoài ra thì anh em có thể chỉnh volume âm lượng này. Đấy, chỉnh cắt tần số bao nhiêu này. Đấy, rất là đẹp, chi tiết. Và đây là thanh tản nhiệt của nó. Con này là công suất của nó được 250W anh em nhé. Giải tần đáp ứng từ 30Hz cho đến 200Hz. Đó. Made in PLC. Đắc Acoustic S12P anh em nhé. Đây là công tắc nguồn này. Đây là một cái đầu input của Canon anh em nhé. Con này hỗ trợ cả Canon và AV luôn. Dùng nó rất là tiện luôn anh em nhé. Đấy, đây là AV, còn đây là Canon, rất là tiện. Thì con này thì anh em ghép với những đôi loa full 30 hoặc đôi full 25 thì rất là hợp lý. Và anh em cùng đeo tai nghe nha, anh em sẽ bắn trực tiếp từ điện thoại qua nó luôn anh em nhé. Đấy. Xem nó uy lực như nào. Để 50% nhá. Đó, rất là uy lực rồi. Đó. Đấy. Đây anh em có thể thấy á. Đó. Cực kỳ là uy lực anh em nhé. Anh em đeo tai nghe vào sẽ nghe được cái chất âm của nó. Đó. Ngoài ra thì nó có phần súp in nữa anh em nhé. Anh em đây, nó có phần súp in. Anh em có thể cắm thử lên nó nghe. Đó. Hai đầu này là hai đầu vào anh em nhé. Và đây là cũng đầu vào nữa. Hai level input có nghĩa là anh em cắm từ cái cục đẩy sang anh em nhé. Đấy, cục đẩy sang. Đó, rất là ok luôn. Cắt tần số ấy. Đó. Đó, cắt tần số, anh em muốn cắt tần số bao nhiêu. Đó, rất là uy lực luôn. Đó. Nói chung là đây là một trong những cái con súp là đánh rất là uy lực anh em, ghép với những đôi 30 thì rất là hợp lý anh em nhé. Rất đẹp, vân gỗ. Màng của nó là một màng cao su anh em nhé. Đó, độ bền rất là cao và âm trầm xuống rất là sâu. Cực kỳ uy lực luôn. Đó. Và giá của nó hiện tại bên em đang cung cấp là 3.800.000 đồng anh em nhé. 3.800.000 đồng. Anh em cứ nhìn cái căng này của nó, anh em đã thích rồi. Chứ chưa nói đến những cái vấn đề khác. Cái chất âm nó cũng rất là hay. Và cái chất liệu là nó cực kỳ là đẹp. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với con súp này. Đấy, anh em ghép với những đôi full 30 thì ngon lành luôn anh em nhé. Thì ngon lành luôn. Đấy. Thì cho ra cái chất âm nó, những đôi loa full ấy thì anh em hiểu là nó cái âm bát, âm trầm nó không được tốt. Anh em ghép nó vào, nó hỗ trợ tiếng bát, hỗ trợ tiếng trầm. Thì anh em nghe nó sâu lắng hơn anh em nhé.
Đấy, thì anh em bổ sung thêm một chiếc súp thì đảm bảo nó sẽ hay hơn. Đấy, đảm bảo nó sẽ hay hơn. Đấy, đảm bảo sẽ uy lực hơn, nghe nhạc nó có hồn hơn. Đấy anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi, chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.